Xin trân trọng kính chào toàn thể các bác nhé. Tiếp tục cho một video giới thiệu một cái sản phẩm loa siêu trầm nhập khẩu mà từ trước giờ em cứ chưa giới thiệu, thì đây hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác là cái cục loa siêu trầm đến từ thương hiệu là Zigomarsau. Đấy các bác nhé, con này là mã là MZ15S, loa subwoofer với một cái hình dáng rất là gọn nhẹ và công suất cũng khá là lớn các bác nhé. Đây là phía sau này, công suất max trên tải 8 ohm là 900W. Đấy, MZ15 đó, MZ15 subwoofer Zigomarsau, hàng nhập khẩu chính hãng, các bác hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của sản phẩm. Bây giờ em sẽ mở tung nội thất ruột gan cho các bác cùng xem, cũng như là một số hình ảnh của nhà hãng đã cung cấp thêm. Nếu như quay không được rõ thì em sẽ chèn thêm những cái hình ảnh của nhà hãng cung cấp vào để cho các bác cùng xem. Và giá hiện tại của chiếc loa siêu trầm này bên em đang bán là 7 triệu tròn các bác nhé, có thể gọi là 6.9 triệu cũng được. Đấy, số nó đẹp tí. Đấy, hay là 7.9 triệu thì lại quá đẹp nhưng mà giá cao quá. Ok, thì bây giờ em sẽ tháo cho các bác xem cái lưới này của loa bass máy công suất để các bác cùng xem nhé. Với mức giá là chỉ có đầu 7 triệu với một cái loa siêu trầm hàng nhập khẩu chính hãng của công ty Zigomarsau, và giá này đã được hỗ trợ cho các bác nhé. Giá cũ đâu đó nó khoảng tầm hơn 9 triệu cơ, nhưng cái này nhà hãng hỗ trợ và đang có giá gọi là giá sạc kho nên là giá rất là đẹp. Hay là các bác nào mà muốn làm đại lý, muốn nhập những cái sản phẩm loa siêu trầm đến từ cái thương hiệu nổi tiếng về ví dụ CB Audio, Zigomarsau, QT Acoustic thì liên hệ trực tiếp với em. Em đang có làm việc với nhà hãng nên được hãng hỗ trợ giá rất tốt và rất đẹp. Thì bây giờ không linh tinh liên thuyền nữa nhé, em sẽ tháo e-căng lưới sắt ra, củ bát ra, mạch công suất ra, tháo hẳn ra, quay cho các bác xem. Và chất âm của cơ quan súp này nó đánh phải gọi là kinh hồn bạt vía luôn các bác ạ, hay không tưởng tượng được luôn, chứ con trầm nào mà đánh lại hay như con trầm này. Ok, thì bây giờ sẽ tháo ra cho các bác cùng xem nhé. Đây các bác xem nhé, đây là cái bo công suất ở phía trong này, hàng lưu kho hơi lâu nên là nó có các cái vết này, vết này gần như là mốc lâu nó sẽ sạch. Đấy, bên trong thùng đây, thùng này vật liệu sử dụng là gỗ MD các bác nhá, gỗ MDF chứ không phải là gỗ rán. Nhưng nhà hãng thiết kế được cái thùng nó đánh nó ra được cái chất mà cũng là cái thùng như này, nhưng các loa khác không làm được đó. Thiết kế rất là gọn, một trong những cái mẫu thiết kế thùng nó rất là gọn mà đánh tiếng rất là hay, thoát hơi sâu đến đúng nửa thùng thôi, từ mặt trước đến sau thùng thì họ sẽ chia đôi ra là đến nửa thùng thôi. Đấy, dây này, đây dây ra để đấu vào củ loa. Đấy, đó, đây là cái củ loa bass vừa rồi em có tháo ra, con này từ 22 côn 100, nhưng mà không biết thế nào mà con này màng của nó cứng lắm các bác ạ, màng nó siêu cứng. Và con này để các bác nhìn kỹ này, thấy các cái vết này, đấy, kiểu như bụi bẩn nó bám vào. À đâu phải kiểu mốc kiểu xương muối sao ấy. Đấy, cái này thì em sẽ không ấy đâu nhá, không có vệ sinh sẵn đâu, mà em sẽ để nguyên vặn như này, tháo ra quay cho các bác xem. Con này từ 22 côn 100, nhưng mà cái con này nó rất là nặng, ngoài tầm 14 cân cơ, rất là nặng. Cái bát nó nặng lắm, bát của BC BNC speaker. Đấy, đây các bác nhìn thấy keo của côn màng nhện này. Đó, côn màng keo của côn này, màng nó rất là cứng nha, màng nó cứng lắm, này là chuyên súp mà nhện của nó cũng cứng lắm, ấn cứng lắm. Đấy, quay nó mộc quá. Đấy, hàng này thì hàng thuộc dạng là lưu kho hơi lâu rồi các bác nhé, lưu kho hơi lâu rồi, nhưng mà bên em mà bán thì nó sẽ bao test cho các bác, bao test cho các bác trong vòng một tuần. Nếu như các bác dùng sản phẩm này mà có lỗi thì là đổi nguyên một cái bo công suất khác, chứ không phải nhì nhặt các bác nhé, các bác hoàn toàn yên tâm. Subwoofer Zigomarsau Technology China. Đấy, công nghệ thiết kế là của Trung Quốc và sản xuất là tại Trung Quốc luôn, made in China, 15 MI. Đấy, Imlex 8 ohm. Của bát này công suất rất là lớn các bác nhé, màng cứng này, như thường thường các loại bát 40 từ 22 côn 100 thì công suất khởi chạy đâu đó nó khoảng tầm 600
lên 800W, nhưng con này là 900W. 900W và có những cái cổ bát đặc biệt nó lên đến 1000W khởi chạy. Tương đương với công suất chương trình làm việc là 2000W program và công suất peak là 4000W với những cụ loa cao cấp. Nhưng với cụ này thì công suất hoạt động chương trình program RMS là vào 1800W các bác nhé, 1800W. Tới 2100. Cổ loa này không bán rời đâu nhé. Các bác mua thì nguyên chiếc xúc điện này thì em bán thôi, chứ còn bây giờ các bác bảo là có bán củ không? Để anh mua thùng, hay là có bán thùng không để anh mua củ thì hơi khó trả lời. Đó, từ 2100 thép từ 500 rất dày nhá. Đây, em lại quay lại cho các bác xem. Từ 500 nó dày hơn các loại từ khác rất là nhiều. Đấy, ví dụ như cái bát của cái con Zigma sau HF12 này thì 500 của nó là có như thế này thôi. Có khoảng 2,5 cm thôi. Nhưng mà 500 của kia của bát này thì nó dày, nó khoảng tầm 3 cm, khoảng 3 cm. Và cái thép từ giữa này, thép từ trên này nó rất từ nhá. Đấy, nam châm của nó rất là mạnh và dày, thép từ dày đó. Đây, bát màng của nó là được quét cái lớp sơn phủ chống nước, sờ nó sẽ dính đó, sờ nó sẽ dính. Và con này nó làm được việc mà nhiều cái xúc điện khác không thể làm được. Nếu mà nói nhanh thì như này, các bác bỏ ra 7 triệu, các bác nhận lại được một chiếc xúc điện từ A2 cùng 100, đấy, hay gọi là xúc active từ A2 cùng 100, bát 40, tức là bát 15 inch. Và nó làm được cái việc mà các cái loa xúc cùng tầm giá hoặc là đắt tiền hơn khoảng 1 triệu đến 1 triệu rưỡi. Tức là nôm na nhá, khoảng tầm dưới 8 triệu. Dưới 8 triệu thì không có con xúc nào nó ăn lại được cái con xúc này, xúc điện nhá, xúc điện tức là xúc active. Thực tế mà nói thì giá này là bên hãng hỗ trợ và gọi là gần như giá thanh lý, thu hồi vốn rồi. Chứ còn các bác đi mua mà với mức giá như thế này trên thị trường, từ A2 côn trăm mạch active như thế này là gần như là không có đâu. Thì bây giờ em sẽ quay cho các bác xem cái phần bo mạch công suất nhé. Ôi con này nặng lắm, bê không cẩn thận nó rơi ý. Đùa đâu, con này từ A2 côn trăm nhưng mà nặng lắm, 14 cân thôi, khoảng 14 cân, rất là nặng. Đấy, chứ không phải là bát như trên thị trường đâu đó nó chỉ tầm 10 cân rưỡi hoặc 11 cân là khủng bố lắm rồi. Từ 2%, còn kia nặng lắm. Và đây là cái mạch công suất này. Đó. Đây. Mà G15 Power là cái đèn dưới cùng này. Singer là cái đèn xanh này và Clip là cái đèn vàng này. Đó. Con này công suất ra là 900W trên tải 8 ohm. Gần như là cái mạch này nó vẫn chưa khai thác được hết. Nếu như để cái mạch này mà khai thác được hết các bác nhé, thì con này là phải sử dụng của 4 ohm cơ. Thì tiện đồ đây này em sẽ tháo luôn cho các bác cùng xem. Nên là quay này nó hơi nick kích tí, các bác hết sức thông cảm. Đấy, nên em sẽ tháo hẳn ra cho các bác cùng xem. Đây là cái mạch công suất sau khi em tháo tung ra này các bác nhé. Đó, đây cái mạch công suất nhá. Thì em quay luôn cho các bác xem này. Cái phần đây là cuộn lọc nhiễu nguồn này, lọc nhiễu nguồn đầu vàng, biến áp nguồn chính là Zenia này, biến áp nguồn phụ này, tụ nguồn này. Đó, con này là sử dụng 4 MOSFET nhá, 4 MOSFET. Đó, 4 MOSFET, 4 góc 4 MOSFET. Cuộn dây bằng xung tần số là sử dụng 2 cuộn. Đó, thì em cũng chia sẻ luôn nhá, đây là máy lớp D, tức là máy Class D âm đi. Đó, tụ nguồn này có dung lượng là bao nhiêu vôn đây? 100V, 2200mA, 4 MOSFET, rất là lớn luôn. Đây biến áp nguồn chính này, nguồn phụ này, lọc nhiễu này, đây là MOSFET lái trong nguồn này, MOSFET. Đấy, các bác dùng thì yên tâm tuyệt đối luôn nhé. Mạch này thì linh kiện có sẵn nên là sửa chữa nó rất là đơn giản. Các bác hoàn toàn yên tâm. Đó, mạch Class D âm đi. Con này thì MOSFET này nó đâu đó nó công suất đầu ra thực tải của những cái dòng MOSFET mà nó bé tí con này thì nó cũng ghê gớm lắm các bác nhá. Đâu đó khoảng tầm 250W một con. Mắc pin thì hai con nó sẽ vào 500W và bốn con nó sẽ khoảng 1000W. Đây là công suất tối đa có thể tải được. Thì trên máy này thì là máy sử dụng mạch công suất Class D nhưng máy dồn hai kênh làm một nên là công suất nó sẽ khai thác được trên 90%.
tức là tổng công suất 4 con này là khoảng 1000W, thì tổng công suất đầu ra trên tải 8 ohm của cái mạch này thì nó khoảng 900W trên tải 8 ohm, và dồn hai kênh là một, đây là hai kênh nhá, máy hai kênh nhá, dồn này là một. Đó, chứ không phải là máy một kênh đâu. Máy này là máy hai kênh, dồn này là một. Các bác nhìn thấy ổ rắc này. Nó có để chừa và chống đây, tức là máy hai kênh, dồn lại là một. Bo ích tiếp này gần như là bo đa năng. Với cái dòng máy này thì nó sẽ khai thác được gần như là tối đa cái khả năng trình diễn của linh kiện trên cái máy này, tức là khai thác gần hết luôn cái sức mạnh cũng như là khả năng chịu tải, điện áp cũng như là phần công suất trên cái bo mạch xúc này các bác nhé. Đây quạt này. Đó, đây là quạt. Vừa nãy thì nó như này. Thì tiện thỏa mãn cái sự tò mò và đam mê, em tháo luôn ra cho các bác cùng xem. Quay chi tiết không giấu nghề, không giấu sản phẩm đẹp hay xấu, quay luôn cho các bác xem. Đấy. Máy thì nói luôn các bác, hàng lưu kho nên là có các vết hoen ố gì này, đấy là chuyện bình thường. Nhưng linh kiện dán ở phần trong này, các bác nhìn linh kiện có thấy con nào gì chân chưa? Đấy. Không con nào gì chân, tức là máy nó vẫn còn đảm bảo rất là tốt. Máy này thì em thì xin nói luôn nhé, tôi giao hàng bán cho các bác dùng thử một tuần không ưng đổi trả sản phẩm, thế thôi. Không ưng thì các bác chịu tiền ship, em cũng chịu tiền ship. Đấy, ví dụ thế, giá có 7 triệu. Về 7 triệu các bác mua một quả xúc điện 40 hàng nhập khẩu trên thị trường gần như là không có, ít nhất phải tầm 8 triệu 2 đến 8 triệu rưỡi. Và cái sức mạnh của con này nó đánh ra thì nó ngang ngửa với các dòng xúc hơi cao cấp, hoặc là ngang ngửa với các dòng xúc điện tầm chục triệu, hơn chục triệu một quả cơ. Thì đấy là cái sức mạnh của nó nha các bác nhá. Các bác hoàn toàn yên tâm về sản phẩm. Đấy, biến áp nguồn chính này, tụ nguồn này. Đấy. Cuộn dây băng xung tần số, mạch lát D, lát D âm đi. Đó. Nọc nhiễu nguồn này. Đó. Mopet lái này. Dân nè. Con này là tụ nhưng mà dân nè, tụ. Nhìn nhầm. Này tụ nọc trước này, tụ nọc sau này. Đấy. Đây các bác nhá. Biến áp của nó sẽ bó luôn trong cái cục này, tức là hãng nó quấn sẵn và đổ keo làm này, rất là yên tâm luôn. Máy chạy thì bao mát luôn. Bao mát, nhiệt độ duy trì của máy này với công suất max pin đạt đến ngưỡng là clip liên tục trong 15 phút thì nó đâu đó nó khoảng 33 đến 34 độ. Đó, 33 34 độ. Nếu mà đánh liên tục trong vòng khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ thì nhiệt độ của nó khoảng gần 40 độ. 40-45 độ là hết cỡ rồi. Đấy. Với những cái dòng này trên tải 8 ohm thì máy nó hoạt động rất là mát. Còn những với những cái máy mà nó hoạt động trên tải 4 ohm hoặc là 2 ohm thì nó mới gọi là khai thác triệt để khả năng trình diễn của linh kiện. Với cái máy này nếu như trên tải 8 ohm thì đâu đó công suất max pin nó khoảng gần 1000W. Đấy. Khoảng gần 1000W. Trên tải 4 ohm thì nó sẽ lớn hơn nhé, nó khoảng tầm 1400, khoảng tầm 1400. À, còn nếu mà trên tải 2 ohm, nếu như máy này mà hoạt động và khai thác được thì công suất max pin của nó đâu đó nó khoảng tầm 2200 đến 2400W, khoảng đó. Đấy. Đây là thực tế cái thông số do nhà hãng thiết kế, cũng như là em đã liên hệ được với một anh kỹ thuật viên người Trung Quốc, người mà đã vẽ ra cái mạch này, design cái mạch này. Anh em đã trao đổi cũng như là vài cái tin nhắn với nhau, nên là mấy ông ấy cũng chia sẻ thế thì em cũng biết chia sẻ thế thôi. Không biết là công nói điêu hay nói thật nhưng mà đánh nó khỏe thật. Ok, trong clip lần sau em sẽ test cái chất âm của con xúc này các bác nhé. Tụ này là móc nối tiếp nhá, móc nối tiếp. 400V, 100V, 2200mA. Linh kiện nó rất là chất lượng, các bác dùng thì yên tâm tuyệt đối luôn. Đó. Ok, trên đây là video giới thiệu với toàn thể các bác cái sản phẩm loa xúc điện Active đến từ thương hiệu là gì mà sau. Đây là cái phần mặt sau này. Phần mặt sau. Em đã giới thiệu qua rồi. Thùng thì gỗ MDF thôi, không phải là gỗ ván ép. Nên là giá như thế là hợp lý không? Và đây là cái cổ nó bass từ 2 côn trăm. Công suất rất là lớn, đến 900W khởi chạy. 900W khởi chạy nó ngang ngửa với một số dòng bát xúc 18 inch, tức là bát 50. Công suất nó ngang ngửa và thép từ 5 châm của nó, tức là con này cân nặng nó nặng như một quả bát xúc 18 inch hàng trung bình nhá. Nếu như có trên thị trường nó hàng trung bình nó ngang ngửa đấy. Đây là phần công suất cũng như là thùng.
Trên đây là video giới thiệu sản phẩm. Các bạn nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video tháo tung nội thất ruột gan của những siêu phẩm, những sản phẩm chất lượng cao trong clip lần sau. Xin trân trọng kính chào toàn thể các bác.